Nhờ của chị Lâm Tiền và cái ơn đó thì không biết chừng nào quên nhân dân ở đây làm được cầu đây để cho con em đi học, dân qua lại dễ dàng, rồi không cất cầu cây té lên té xuống nữa. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại xã Bình An của huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Và đây là hình ảnh cây cầu đau khổ mà trước đây người dân vẫn thường sử dụng cây cầu này là cái con đường đi chính để bắt qua cái con kênh như thế này cô bác quý anh chị. Thì sau một thời gian á, thì được mạnh thường quân hỗ trợ, và chính xác là chị Lâm Tiền là Việt Kiều Mỹ đã hỗ trợ cùng với nông dân, những người dân sinh sống cặp theo hai con kênh này cô bác quý anh chị, cùng chung tay góp sức để xây dựng một cây cầu mới. Và chỉ vài 1-2 ngày nữa thôi thì cây cầu này sẽ không còn hình ảnh trong mắt của những người dân ở trong hai bờ kênh như thế này, và thay vào đó là một cây cầu kiên cố hơn phía bên kia, một cây cầu bê tông, những cái trụ rất là chắc chắn, và sẽ thay thế với những cây cầu được cắt tạm bợ như thế này. Và để hiểu thêm về cây cầu phía bên đối diện bên kia, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như là những cái người dân nơi đây nghe tâm sự khi có cây cầu mới để việc đi lại dễ dàng hơn là như thế nào, và cũng như là tuổi thọ cây cầu như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Và hiện nay thì việc cây cầu đã có cây cầu mới đằng kia, thì cây cầu đằng này đã không còn sử dụng nữa, thì vài ngày nữa thôi thì những người dân ở đây họ sẽ dỡ đi. Nghe nói rằng thì những người dân mà sống cặp hai bên bờ kênh như thế này, họ rất là hân hoan khi mà có một cây cầu đi lại ổn định. Vì nghe kể rằng thì trước đây cái cây cầu như thế này á, lâu lâu nghe một tiếng tủm lọt xuống sông là có một cái chiếc xe rơi xuống nước đó. Và đây là những người dân mà sống ở trong cái khu vực cầu này nè cô bác quý anh chị, nghe rất là mừng. Và hôm nay thì xuống đây thì Bùi Hồ sẽ cùng dự khánh thành cây cầu mới đằng kia, và cũng như là mừng cho người dân ha. Thì chắc một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn mạnh thường quân là chị Lâm Tiền Việt Kiều Mỹ đã hỗ trợ cho Bùi Hồ có thể kết nối với lại người dân ở đây để mà xây dựng một cây cầu mới kiên cố hơn. Mà cây cầu này gọi là nỗi ám ảnh của những người. Thông tin với cô bác quý anh chị thì cây cầu này trước đây hợp đồng với anh Trí là thợ xây ở đây với giá là 90 triệu đồng. Thì anh Trí ơi, bây giờ mình bước lên cây cầu mới luôn ha anh. Thì anh có thể cho tất cả mạnh thường quân cũng như là người dân ở đây có thể nắm được là cây cầu này là dài bao nhiêu, ngang bao nhiêu, nói lại những cái thông tin đó đi anh ha. Dạ, để anh đeo này vô. Rồi. Đây là có anh Hai Sự đại diện chạy qua để mà khai trương cây cầu luôn. Bây giờ thì không còn cái cảnh là trông trên cũng như là nguy hiểm ở đây ha. Thì anh Trí, cái cầu này là dài bao nhiêu, ngang bao nhiêu, nói về cái lý trình cho cô bác quý anh chị nghe rõ anh Trí ha. Dạ thì cũng thưa với bà con cô bác là cái cầu này tổng chiều dài là 21 mét, bề ngang là phủ bì là 2m2. Dạ. Nó là cho xe đồ chạy qua với bà con đồ đi học. Con em đồ đi học. Dạ. Rất là an toàn. Trọng tải của cây cầu này là chịu được sức chứa là bao nhiêu ha anh? Sức nặng á. Cái sức tải nặng của nó là mình cho phép là xe đi được 1 tấn. 1 tấn với chiếc xe nó dạy ra gần 2 tấn. 2 tấn. Chiều cao của cây cầu này thì nó có đủ cái độ cao để mà cho các phương tiện đường thủy như những cái chiếc ghe cào đánh bắt cá này đi qua an toàn không anh? Thì cái đó thì mình cũng có bàn với bà con là cũng như ghe trọng tải bao nhiêu, chiều cao bao nhiêu, thì mình hợp lại tổng cái chiều cao đó mình mới làm được cái cầu có chiều cao là bao nhiêu. Dạ, hiện nay thì từ mặt nước đến thời điểm này thì lên đến cái gầm cầu của dưới này là bao nhiêu anh Trí ha? Chắc nó cỡ chừng 2m7, 2m8 đó. 2m7, 2m8 giờ là dắt này. Dạ. Là nó đủ đảm bảo cho những cái chiếc ghe cỡ lớn đi qua luôn. Đúng rồi. Làm thì cũng có làm cái bản hợp đồng là mình bảo quản cái cầu là 10 năm, nếu mà có sụt lún thì mình chỉnh sửa lại. Đó là gì? Đây. Đây là anh Hai.
Đây là những người dân mà chạy qua để cho cô bác quý anh chị thấy về cái độ rộng của chiếc xe so với cái thành cầu á. Thì hết xăng rồi. À, bây giờ anh em mình đi qua đây ha. Ở đây dưới đây thì mình sẽ xây bằng ba cái trụ bê tông. Ở dưới trụ bê tông. Dạ. Nó vuông nhất 25 vuông. 25 vuông. Thì anh Trí có làm một cái bản hợp đồng với lại anh Hai là anh Hai sự nhà bên đây thì sẽ chịu cái trách nhiệm với anh Trí về cái cầu này. Và đây là mình sẽ thấy là có ba cây trụ bê tông 25 vuông ở giữa, nói ngang mặt nước là những một cây trụ với lại cái đà ở trên. Và tất cả ở đây đều đổ bê tông hết anh Trí ha. Thì đổ bê tông hết. Dạ, tất cả ở đây đều đổ bê tông hết. Và ở đây thì chúng ta thấy được cái sự chắc chắn của một cái cây cầu thay thế một cái cây cầu cũ. Anh Trí, cái đoạn đường này thì mình vẫn đang làm đúng không? Anh vẫn đang làm để cho cái con đường nó... Cái này bắt đầu từ từ mình nâng cấp cái con đường cho nó bằng phẳng lại cho người ta lên xuống cho nó gọn gàng vậy đó. Dạ, và đây là cái bảng mà cây cầu này cô bác của anh chị. Thì ở đây anh Hai anh chịu giám sát nên ở đây có chị Lâm Tiền là Việt Kiều Mỹ nè. À, chị Lâm Tiền Việt Kiều Mỹ ủng hộ 60 triệu đồng. Anh Tư Đậu 7 triệu, anh Vũ 7 triệu, anh Vinh 6 triệu, anh Vân 5 triệu, anh Dũng 2 triệu, anh Tiến 1 triệu 500 nghìn đồng, anh Bình 1 triệu 500 nghìn đồng, Thiếm Ba Biện 1 triệu và anh Vũ Quân Khu 500 nghìn đồng. Đó. Thì ở đây là bùi hồ một lần nữa thì cảm ơn chị Lâm Tiền là vị Kiều Mỹ đã ủng hộ cho bà con luôn ha. Cái cảm giác bây giờ thì anh khi xây xong thì bà con anh thấy có phấn khởi gì dữ không anh Trí? Thì bà con lúc trước thì có cái cầu cây, bây giờ đã có cái cầu cho nó bằng phẳng và cố định cứng cát rồi thì bà con cũng rất là phấn khởi và vui vẻ. Em thấy ở đây về cái phần mặt cầu á thì em thấy là nó coi như là có độ nhám cũng như là những cái khối bê tông ở đây nè, là mình cố tình mình làm như vậy để cho nó có cái độ nhám nơi mưa nó không trơn thì sao anh Trí? Đúng rồi, mình làm láng là giặt chết. Còn những cái tay này dịnh như thế này thì độ bền nó cao không anh? Cái độ bền thì cái nệm đó bằng kẽm mà. Này bằng kẽm hả? Nó có thể chịu đựng được bao nhiêu năm ha? Tại vì em bình thường nhìn vô thì em thấy nó bị mỏng manh á. Thì bằng kẽm này nó chịu đựng được nhiều năm không? Mưa gió. Cái kẽm trụ này nếu mình làm gì nó chịu từ 7 8 năm hoặc 10 năm. Còn nếu mà mấy cái trụ này mình làm bằng sắt này á là không mấy hồi. Nó cục ngang dân chứ. Làm kẽm thì nó đỡ phải không? Lý trình của cây cầu là dài 22m, ngang là 2m2 phủ bì. Đúng rồi. Ở đây thì một cái chiếc xe ô tô như đằng kia đó thì mình có thể qua được không? Được. Cái xe như xe đó qua được. Xe nó qua được ha. Thì thay mặt cho tất cả bà con ở đây chân thành cảm ơn anh ha, đã cố gắng để mà cùng chung tay để cho hỗ trợ cho bà con có một cây cầu mới anh Trí ha. Chúc anh và gia đình luôn có một cái sức khỏe dồi dào. Và chắc có lẽ là em sẽ phỏng vấn một số người dân ở nơi đây khi mà có một cái cầu mới như thế này. Ha, thì bây giờ tiền bạc thì em đã giao cho anh đủ cái số tiền là 60 triệu đồng anh Trí ha. Thì là một người mà coi như là hiến cái phần đất này để cho xây dựng cây cầu, để cho bà con có một cái lối đi ổn định hơn khi mà qua sông như thế này. Thì anh Hai có cái cảm tưởng vì khi mà mấy mươi năm rồi mới xây được cây cầu như thế này không anh Hai? Cái này cứ như là mơ ước mình cũng gần 30 năm rồi, mình về đây sống đây coi như là cái cầu tạm bợ cầu khỉ không. Giờ trước nhất là cái là mình xin đại diện bà con cảm ơn chị Lâm Tiền, Việt Kiều Mỹ là ủng hộ coi như là nhờ có cái dự án đó là ở đây mới là có tinh thần để là xây lên cây cầu. Mình cũng hiến đất với hiến ngày công cũng ba mấy ngày công, vừa hiến đất vừa tiền luôn. Cũng nhờ trước là cũng cảm ơn chị Lâm Tiền. Dạ. Ở đây cũng xin đại diện cho bà con ở đây là cảm ơn chị Lâm Tiền ủng hộ là mới xây được cây cầu. Rồi, chứ không biết nói gì hơn là quá trời mừng rồi bà. Dạ. Con giờ ở đây người ta mừng lắm, nó được cây cầu nó khang trang hơn cái nữa, là đi nó không còn nguy hiểm với cây cầu cũ.
À, cây cầu đằng kia thì hiện nay thì người dân có còn đi cây cầu đó không anh? Không, bây giờ cái đó là nếu ở đây mà bị gì cái ông thợ ở đây á, ổng mới đem đã dán rồi lại ông lót thôi, rồi nếu mà ông thợ ông về ông gỡ về thì cái cầu đó hư sập luôn. À, có nghĩa là trong nay mai thì cây cầu đằng kia nó sẽ không còn hiện hữu trong nơi này nữa. Đúng rồi, cứ như là hổng gai, cứ như là cả tuần người ta cũng đi cây cầu này. Như thế thì thấy đúng là chưa cho đi, nhưng mà tới bữa nay mới là thông xe. Nhưng mà tại vì khó khăn quá thì mình cho đi trước rồi. Dạ. Thì trước đây thì cây cầu cũ á thì có trường hợp nào mà gớt xuống sông không anh hay? Trời ơi, biết nhiều lắm. Chính anh là anh còn bị té hai ba lần lọt xe xuống sông, mướn người ta là lôi tiếp luôn. Có trường hợp nào phụ nữ hay trẻ em gớt sông không? Có luôn, nhóc. Nó ngay là nguy hiểm lắm mà giờ được cái cầu này coi phải nói là quá trời mừng luôn rồi. Dân địa phương ở đây là ai cũng là quan nghênh cái là nhờ có là chị Lâm Tiền ủng hộ, chứ ở đây bà con đóng góp. Dạ. Ôi, hôm nay đứng trên cây cầu này mình nhìn lại mới thấy cây đằng kia nó đau khổ thật sự. Mà thật ra thì bước lên cây cầu đó cái trạng thái nó hồi hộp, chưa nói chi là việc chạy xe qua. Thì em biết cái đoạn đường này là người ta thường đi qua lại để mà người ta làm nghiêu những cái người nông dân, người Khmer, dân tộc Khmer hay thôi. Giờ thấy cái như là 90% rồi, chứ còn đá bọng đổ hai cái đầu cầu nó là xong rồi. Chị Lâm Tiền có hỏi là ôi cây cầu như thế này thì nó có chắc chắn không Bùi Hồ? Một người lưu thông phương tiện như thế này mà cũng... như, ở đây mà vừa hiến đất mà vừa là giám sát luôn. Nói với chị Lâm Tiền là phải nói là chất lượng rồi. Cái cầu này là không có ai chê được, cái 99 người ta khen rồi. 99%. Ta khen rồi. Dạ. Thì bây giờ chắc có lẽ là em sẽ đi qua nhà hàng xóm cũng như là nhờ một chị nào đó gần ở đây rồi. Cũng như các em nhỏ để mà phỏng vấn ha. Rồi cảm ơn em. Dạ. Rồi chúc anh hai luôn rồi. Có sức khỏe nha. Rồi. Ôi anh. Ôi. Em chào anh. Chào. Dạ. À, nhà anh ở đâu ta? Dạ nhà em ở bên đây anh. Cho em theo này cái. Dạ. Nhà anh ở đây hả? Dạ em bên đây. À, anh tên gì? Dạ em tên Tèo. Anh Tèo. Dạ. Dạ. Hôm nay thì mình đã lưu thông trên cây cầu này mấy ngày anh Tèo? Dạ lưu thông bên này cũng đâu mười mấy 20 ngày nay không gài, bà con cũng cắt rồi cái được mừng quá rồi đi liền rồi, cầu đắng nó yếu như vậy là không giúp vậy. Mà không được cầu này là chạy liền luôn. À. Không được cái cầu này là đi liền luôn. Dạ. Nên bỏ được cái cầu này mừng, tới cầu đắng bây giờ nó gãy rồi, nó vừa xây. Nên vừa xây xong cái cầu này là cái cầu đằng kia gãy luôn. Dạ. Yeah. À, anh thì cái cầu đằng đó là anh đã đi bao nhiêu năm trên cây cầu đó anh Đào? Lâu rồi, từ khi mà lề đây tới cũng mười mấy 20 năm nay rồi là bắt đầu ở sớm này cắt cầu đó đi tới giờ luôn. À, là có nghĩa là trước đây thì mình mỗi khi mình đi qua cái nhà mình đằng đó là mình đi cầu cây hết. Dạ yeah, đúng rồi. Thì lần đầu tiên mà cái cảm giác mà anh chạy xe trên cái cây cầu này á, bằng cái cầu bê tông kiên cố như thế này thì sao? Vì nói chung được cái cầu kiên cố gì chạy là an toàn đó, cảm thấy trong lòng nó không có sợ như mấy cái kia. À. Mấy cái kia lên cái trong lòng nó phòng sợ sợ. Yeah. Anh có khi nào anh đi cái cầu kia anh có khi nào bị gớt dưới không? Em thì chưa có bị, nhưng mà bà con ở vòng xóm này cũng có nhiều người bị lắm. À. Dạ chứ đôi khi mình lên cái cầu gì cũng không bị đó, mà đôi khi mà đi chốc đinh lên nó đâm bị lủng bánh dừa xuống cầu cái bể bánh mất dẫn ra tớ mày lộ giá. À có nghĩa là cây cóc nó đóng lòi đinh lên. Dạ, hả? Cây cóc đóng lòi đinh lên đó rồi bị đâm lủng bánh. À. À, vợ anh có gia đình chưa ta? Dạ có à, anh. Có con chưa? Dạ có hai đứa con đi học, đang đi học. À, lúc trước thì việc mà bé nó đi học ở trên cây cầu đó thì sao anh lo không anh Tèo? Cũng lo lắm, nói chung là đi thì sợ nó nít mà chạy đi sợ nó bị sụp giò rồi đó, mấy cây nó lủng hổng sợ sụp giò rồi này kia đó. Thì nó còn nhỏ, nó chưa chạy xe mình không sợ rồi, chứ sợ mà nó đi qua lỡ nó bị sụp giò hoặc là đinh nó chốc lên nó đâm lủng giò bị hoài. Dạ.
À, nhà anh là mấy người? Nhà anh trong nhà anh? Nhà có hai vợ chồng với hai đứa con với hai cha mẹ già. Em nghe nói là cái cầu đó nhiều người gớt chứ xong lắm anh nè. Đúng rồi, nhiều người lắm, nhiều người gớt lắm. Người nào chạy yếu là gớt hoài. Vợ dạ. Em cũng gớt đâu lần hay lần gì đó. Ờ rồi vợ chị, vợ của anh là gặp cái cầu này gần xong thì vợ anh mừng dữ không? Cũng nói chung thì nói chung không phải là mình anh gia đình em không, mà nói chung là nguyên sớm và mấy người mà thường đi qua đây lỡ thì cũng gặp qua lỡ được mừng lắm. Hôm mà nghe nói được cắt thôi, hôm mà nghe nói cắt cái cầu bê tông thôi là mừng rồi đó, chứ chi mà cắt được như vậy. Hôm nay anh đi đâu về ạ? Dạ em đi công chuyện lại đằng kia. Mỗi ngày mà anh lưu thông qua cây cầu, anh đi ở trong cái xã mình là đi đâu cũng phải lưu thông qua cây cầu này hết trơn ha anh? Đúng rồi. Dạ. Chỉ qua đây cũng như con đường cùng thôi, mà mình nhà bên này thì đi qua lại. Nói chung là mình đi con bất cứ chuyện gì cũng phải là qua con cầu này hết. Dạ. Thôi thì chúc anh luôn có sức khỏe tốt ha. Cảm ơn anh rồi, đã cho em phỏng vấn như thế này để nói về cảm nghĩ của người dân ở nơi đây. Một dạ. cây cầu mà người dân, tất cả người dân ở đây có một cái lối đi chung. Dạ. Mà coi như là an toàn hết ám ảnh rồi. Dạ. Dạ. Thì nói chung cũng trước hơn là cảm ơn mấy nhà tài trợ với gì nào bên nước ngoài tài trợ được cây cầu này, cũng rất là cảm ơn người dân đây. Ừ. Rất cảm ơn. Anh là có làm nghề nghề ghe cầu này không anh Tèo? Dạ có, em cũng mằng nghề biển mà không có đi cầu sò, đi mằng nghề khác, đi câu mực. Anh thấy cái cầu này trên cái con đường này đó, thì anh thấy cái cầu này ghe cộ đồ qua lại thì nó ấy không? Nói chung thì dưới sông thì mặt nước thì ở đây ta qua lộ cũng thường im rồi, nó cao gáo rồi, tại vì trong này thì ghe nhỏ nhỏ không à, chứ không đến đổi cản trở của bà con ta đi. Dạ. Ghe nhỏ không à. Dạ. Cũng không, về đường thủy thì nó vẫn được lưu thông. Dạ. An toàn ha. An toàn. Dạ. Không có cản trở gì bà con hết. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn anh. Và cô bác với anh chị, đây là chị Tú, vợ của anh Tèo mà lúc nãy vừa gọi Bùi Hồ mới vừa phỏng vấn. Thì chị ơi, thì em nghe anh Tèo có tâm sự là việc mà chị cái cầu cũ đằng đó đó, thì nó chị đi đã bị té xuống sông luôn hả? Dạ. Thì chị có thể kể lại cho em cái câu chuyện đó được không? Cũng như là nói em suy nghĩ có một cây cầu như thế này. Nói chung có cái cầu mới thì này, chắc kiên cố như vậy thì rất là vui, mừng. Cảm ơn Mạnh Thường Quân ha. Mà dài dạ, Mạnh Thường Quân cái gì cô hay là cái gì? Chị Tuyền. Chị Tuyền. Với cảm bà ơn, con ở đây ha. Bà con ở đây rồi chú Chí làm cầu. Được cây cầu gì mừng lắm. Cảm ơn bạn luôn. Nhờ bạn mới có. Mà em hỏi chị nè, lúc mà cái cảm chị té cây cầu đằng đó là cách đây bao lâu rồi? Cũng lâu lắm rồi. Tại như là cầu đó nó không phải là một lần như vậy, là như là năm nào cũng phải thay. Lúc mà nó gãy á, mình không hay á, đi qua cái tới chừng mình gà nó gãy không hay cái mình sụp á, mình té, không có té trên cầu nhưng mà như mình đi xuống vậy nè, té ở mé không à. Có bị thương không vậy? Không, có té xong không chứ chưa bị thương. Té xong hả? À, mình người xe người. Té xong luôn hả? Ừ, cũng có nhiều người bị vậy lắm. Nói chung cái cầu á lẳng nguy hiểm, ở được cái cầu gì mừng lắm. Ê, lúc mà lần đầu tiên mà đặt chân lên một cái cầu kiên cố mà gần bắt ngang cái lối của gần nhà mình luôn thì sao ta? Cô bác cũng như những người trong nhà rồi ở xóm này sao chị? Ở đây ai cũng mừng hết trơn, mừng có cây cầu đi qua thông thả, rồi nói chung mà mấy ăn nít rồi nó cũng thoải mái. Chị có con ông cụ lớn tuổi rồi, mấy ông cụ rồi ha. Đi qua thấy chị... mấy ông cũng mừng. À. Lúc trước đi đẳng đi ngang, mỗi lần ai đi ngang cũng sợ chứ. Ở đây sợ. Xóm này nhiều ông cụ không chị? Cũng được một hai người. Ừ. Rồi cỡ sồng sồng có ba em đồ. Ừ. Mà chạy trời cũng bị té hoài. Yeah. mới bữa chưa mặn còn xong nè, ông cũng còn vướng té nữa đó tới nay. Yeah. Rồi từ lúc có cầu này tới giờ chạy là thấy em nhiều người thôi, cảm ơn lắm nghe. Dạ. Yeah. Lúc cảm ơn chị bạn, đứa, cảm con ơn, có chị lúc trước đi cái cầu ở kia đằng kia đây không an toàn à.
Dạ. Lên cái cầu này bây giờ thì cái độ an toàn chị thấy nó đã coi như là gần gần như tuyệt đối chưa? Dạ. Tuyệt đối là nó đi thì thấy nấy rồi đó, đừng có chó leo lên đây được rồi. À, mình lên nhắc mấy đứa bé nó dạ. Không leo lên cái thành lan can ha. Dạ. Rồi em cảm ơn chị rất là. Rồi, có một cái anh mình thấy từ bên kia chạy qua để mình hỏi cái cảm giác. À, anh. Dạ. Em chào anh. Ủa anh là người dân địa phương đây hả? Anh là nhà ở dãy nào ta? Dãy này. Ừ. Cái lần anh đây là cây cầu này mình chạy đâu được nhiêu ngày anh? Chạy cũng 3-4 ngày nay. Chạy cây cầu này thấy an toàn không anh? An toàn gì lắm. Dạ. Được vậy là rất mừng luôn. Dạ. Trước dạ. Đây thì chạy cây cầu cũ đằng kia đó thì anh thấy sao? Trước kia chạy cầu cũ biển có người té sông hoài à. Ồ vậy thì anh có té không? Té hoài vậy. Không dám nhậu, dậu nhậu thôi chút đỉnh rồi lưu mưu nó phập phồng phồng té chết luôn. Anh là người Khmer à? Khmer. Dạ. Dạ không ra chạy được thì mình thấy có còn cái cảm giác là té sông nữa không? À, thấy như đây là an nhàn lắm, mừng lắm. Dạ. Được cái cầu là rất mừng. Anh là sống ở đây hồi bao nhiêu năm rồi ta? Sống năm nay gần 30 năm. 30 năm nhưng mà mình vẫn đi cây cầu cốc đằng kia. Chứ không có cây cầu nào bê tông để đi qua nhà mình hết. Hồi kia rồi thì đó là cũng không có cầu đâu, cũng kiểu qua sông, lội qua sông, xuồng bơi qua sông thôi. Cái sau này có ông Sáu, ba của anh Hai Sử á, ảnh ổng mới làm cái cầu cầu cốc. Ừ, cầu ba cái cây cốc, cây bạch đằng đồ chặt bậy bạ làm á. Mình cũng không có tiền mà để làm cầu nữa, rồi mấy ổng lúc đó ổng có tiền rồi ổng làm cầu cho đằng này được đi không à, chung là gì. Anh thì vợ anh thì cũng bây giờ cũng phải lưu thông cái cầu này mà thấy an toàn rồi ha. Trước đây mà vợ anh mà muốn đi qua là anh chạy xe qua hay là vợ anh tự chạy? Vợ tự chạy luôn. Vợ có bị té không? Không, vợ an toàn lắm luôn. Không, cái cầu cũ kìa vợ có bị té không? Té hoài. Có bị lần nào bị nặng rồi bị thương không anh? Có người có người không gì đó. Cẩn thận thì dắt từ từ lên thì đỡ. Còn bây giờ đây mình chạy thoải mái tốc độ 20 km/h bình thường. Dạ anh tên gì đó? Tên Bình. Anh Bình ha. Anh có con đồ đi học không anh Bình? Có. Con đi học là lúc trước là cũng đi cây cầu đó luôn. Nó lội bộ qua. Lội bộ qua. Lo không? Lúc đó nó không biết lội anh lo dữ không? Lo. Ở đây giờ tổng cộng bao nhiêu hộ dân người Khmer mình ha anh Bình? Đây người Khmer cũng tổng cộng là cũng 7-8 hộ. Cũng nhiều ha, cũng mấy chục người vậy. Còn từ hang cá sấu nó khác nữa. Hang cá sấu vô đây để vô đây thôi. Để đi làm hang cá sấu vô đây để đi làm nghêu nữa ha. Còn ở bên hang cá sấu là người Khmer là nhiều. Dạ. Ở đây thì đa số là người Kinh ha. Bên hang cá sấu người Khmer nhiều. Rồi thôi em cảm ơn anh Bình ha. Chúc anh Bình luôn có sức khỏe tốt ha. Rồi anh chạy đi. Gặp anh là mình hỏi cũng may mắn ghê ạ. Giờ chạy xe là đâu còn lo lắng gì qua cầu này nữa. Bây giờ mai mốt có đi xỉ, nhậu xỉn cũng không lo nữa ha. Được cái chú Chính ở đây là người lớn tuổi ở trong cái làng này. Cái xóm này chú Chính cho con hỏi chú về cái cảm giác khi mà mình ở địa phương mình xem. Có nghĩa ở đây là địa phương, ở đây là có gì cũng ở đây là vùng sâu vùng xa, nhưng mà được em Út để giúp đỡ trong nước ngoài nước để các cây cầu này để cho anh em giàu con cháu học sinh già mà lớn tuổi cũng như tôi nè cũng đi qua lại đây là rất đẹp rất tốt, nhưng mà cũng cảm ơn là cái anh em tất cả là ở trong nước với ngoài nước là được hưng hạnh là được một cây cầu này biết bao nhiêu năm mà để mong ước, nhưng mà ngày nay là được thực hiện là có cây cầu là đàng hoàng để qua lại xe đi thì tuổi trẻ qua lại đi học, chứ mỗi lần cây cầu cấy thì đi qua lại nó rất sợ là nhiều. Tôi vậy là rất cảm ơn là tất cả là cái mạnh thường quân của mình là trong nước với ngoài nước. Thôi thì là thôi xin chào. Dạ con cảm ơn chú Chính. Chúc chú Chính luôn có sức khỏe. Chú Chính năm nay bao nhiêu rồi? Năm nay mới có 62 à, tuổi tí. 62. Lúc trước thì cái cầu cũ ở đằng kia á là chú Chính đi xe ngang, có đi xe ngang không hay là dắt xe ngang? Đi xe không dám đi đâu, chứ dắt ngang thì dắt lại nhiều. Vì cái cầu cây
Dạ. Thử ra mình đâu có so sánh. Bây giờ mình đã làm một cái cầu đúc bằng xi măng là cây rồi rất tốt để qua lại đó. Giờ nhưng mà khi cũng nọ nữa cũng như, ở đây cô bác anh em ở đây là xa đằng ở trong cái địa phương này là cây cầu mình có được xe bốn bánh qua lại được là dạ. Coi vậy mang khiếu nhỏ trong này mình có định đau nữa thì ở nhà thương bệnh viện mình đi vô dạ. Là cũng được đi qua thoải mái. Hiện nay thì đối với cây cầu này chú Chính chạy xe có dám chạy xe qua không? Sao không chạy bốn bánh chạy luôn á chứ. Bởi vì giờ nó đã hoàn thành rồi, nó thức tắc mình có là cái khi bốn bánh ở đây là coi vậy là có thể là ở trạm xá này kia ở trong này mình có bệnh hoạn này kia đó là cũng tốc hành là đi qua cây cầu này. Dạ. Chứ cây cầu cây rồi sẽ bốn bánh không dám chạy đâu. Dạ. Nhưng mà nay mình là cái cầu xi măng là bốn bánh chạy được rồi. Dạ. Là cũng rất là vui mừng. Nhưng mà cũng nhờ là anh em địa phương xa rằng trong nước ngoài nước để dạ. ủng hộ cho cây cầu này. Là cái gì ở đây là một cây cầu mình đã là cây cầu là để hang tiền. Là coi gì anh em cất sống đây là nhiều năm rồi từ khi là hòa bình tới giờ. Nhưng mà tới ngày hôm nay là mới có cây cầu này là cũng nhờ nó chú Mười đó. Dạ. Đây, thì xin chào. Rồi con cảm ơn chú Chính nhiều, chú Chính sức khỏe ha. Rồi, ai, dạ, xin chào. Ngày hôm nay là ngày khánh thành cây cầu thì ông Tư cũng là một người người dân địa phương ở đây và đặc biệt là cái nhà ông Tư là kế bên đây nè. Đó, thì ông Tư hôm nay tham gia thì ông Tư từ mẹ sống ở đây là ngày xưa giờ luôn không Tư? Ở đây từ 20 năm nay rồi. 20 năm nay. Và tôi cũng là tổ khó ở đây, tổ khó tổ tự quản. Dạ. Vậy rồi cũng mong cùng nhau rồi cũng nhờ đoàn của con Bùi Hồ chị Lâm Tuyền và nhân dân ở đây cùng làm nên cái cầu này quá trời mừng rồi đó. Nếu mà cũng có nhờ của chị Lâm Tuyền và cái ơn đó thì không biết như nào quên nhân dân ở đây làm được cầu đây để cho con em đi học dạ. nhân dân qua lại dễ dàng rồi không cất cầu cây té lên té xuống nữa. Ổn định quá trời mừng quá dạ. quá mừng luôn không Tuyền quá mừng. 20 mấy năm nay nhưng mà ở địa phương của mình thì chưa bắt được cây cầu nào kiên cố cả. Chưa rớt được cây cầu kiên cố. Đó. Dạ. Nhưng có địa phương cũng có khuyến khích đó mà cũng chưa, cũng ra chờ để có kinh phí mà cuối cùng thôi mình thấy ở đây mình vừa dân với vừa có nhà tài trợ hỗ trợ tiếp cho mình thì làm được rồi. Hôm nay thánh thành cây cầu, bữa nay ngày mười mấy. Hôm nay ngày mùng 9 mình không Tân? Ngày mùng 9 năm lịch. Dạ. Đó, để mà hoàn thành cái cầu. Nhớ ngày chính quyền cũng có ủng hộ. Cái cảm giác mà lần đầu tiên mà đi những cái nơi khác á là có những cây cầu kiên cố riêng cái địa phương của mình á là cứ về đến cái địa phương của mình ngoài cái việc mà trẻ em đi học mà khó khăn nè, những người phụ nữ tay lái yếu lại bước chạy lên cái cây cầu như một lần dạ rồi ngay cả rồi. Những người bị lớn tuổi đó bệnh nó chở qua chở hai chở ba không được rồi hôm nay đặt lên cái cầu bê tông như thế này em tôi thấy vui là dữ lắm không vui lắm vui muốn rớt nước mắt đó vui muốn rớt nước mắt luôn mừng. Ông Tư có bị té bằng cái cầu đó có không? Bị té cầu đó hai lần đó dạ. Lúc đó là sao có bị thương gì không Tư? Cũng có bị thương ít thôi cho mấy mà tôi sợ là mình bị thương ít không sợ mà sợ bà con là lỡ té cầu đó mà lỡ xe đè xuống nước là kể như chết chứ không có sống được đâu. Dạ. Theo tôi độ vậy. Dạ. Mà đều cũng may không có té gì thôi cũng không có đến nỗi. Dạ. Rồi đều hôm nay được cái cầu vững chắc như vậy là mừng lắm. Dạ. Dạ. Thôi thì con cũng đại diện cho chị Lâm Tuyền ở Mỹ thì cũng chúc cho bà con mình cũng năm mới tới đến rồi có một cái cây cầu mới cũng như là thêm một cái niềm vui mới thì chúc cho bà con mình luôn có một cái sức khỏe dồi dào và đặc biệt là trước mắt là thấy được sự an toàn trong việc đi lại giao thông đường bộ của mình như là đường thủy. Chúc cho ông Tư cùng bà con ở đây nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và năm mới gặp nhiều điều may mắn, chuẩn bị cái Tết ấm áp. Tôi cũng đại diện cho bà con nhân dân đây chúc cô Lâm Tuyền ở bên hải ngoại được mạnh khỏe, bình an và được mà phát triển rồi giúp được những cái cho những nơi nghèo khó như chúng tôi đây nữa. Tôi mong như vậy. Dạ con cảm ơn ông Tư nhiều. Dạ. Dạ con chào ông Tư. Ông Tư là năm dạ. nay bao nhiêu rồi ông Tư? Năm nay 68 tuổi rồi. 68 tuổi thì cây cầu này nó bắt 20 mấy 30 năm rồi. Ừ.
cái cầu này hai mấy năm bao đều thay đổi hoài, một năm là thay đổi một lần một cây cầu, năm thấy rồi thay đổi một cây cầu gì đó. Thay đổi vậy là có tốn tiền không Tư? Tốn tiền nhiều lắm. Tốn tiền lần cái cỡ mười mấy triệu ra cái cầu cây đó đó. Dạ. Mua rồi đinh bọng đồ, năm nào cũng thay đổi chứ 9-10 triệu. Dạ. Bây giờ hùng lại với cô Năm Tiền mà hải ngoại hỗ trợ thêm nữa, giúp sức nữa, quá trời mừng à. Bà con mà thấy mà hùng cây cầu cùng hỗ trợ nhau thì bà con có buồn phiền gì không Tư? Không, mừng lắm. Mừng lắm ha. Mừng lắm. Dạ, rồi con cảm ơn Tư ha. Dạ, dạ. Dạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đến đây để dự khánh thành cây cầu, được sự hỗ trợ của chị Lâm Tiền là Việt Kiều Mỹ, với số tiền là 60 triệu đồng và nhân dân ở đây ủng hộ, là tổng kinh phí xây cầu là 90 triệu đồng. Thì nhân dân địa phương ở đây và bà con nơi này thật sự là phấn khởi khi mà có được cây cầu sau hơn gần 30 năm với cây cầu tạm bợ đằng kia. Và đến thời điểm này thì cây cầu đau khổ tạm bợ mà Bùi Hồ thường gọi chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ không còn ở chỗ này nữa, và thay đó là một cây cầu bê tông vững chắc như thế này. Thì cũng không biết nói gì hơn, thì xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV. Xin chúc cô bác quý anh chị năm mới sức khỏe, thành đạt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn chị Lâm Tiền và gia đình, chúc gia đình chị luôn luôn gặp nhiều may mắn. Và nhờ có Mạnh Thường Quân mà hôm nay thì có được cái cây cầu như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ha. Bước đi rất là thoải mái và mình không có còn sợ giống như những lần trước mà mình đi qua đây nữa.